Xin chào nhé, thời gian vừa qua mình nhận được khá là nhiều câu hỏi là cái tầm giá 2-3 triệu có thể mua được Flycam hay không. Thì hôm nay mình sẽ trả lời là có. Thì trên tay mình hiện tại đang là hộp của chiếc DJI Telo, một sản phẩm mới của DJI vừa mới bán ra, với mức giá là trên web hãng đề xuất là 299 đô. Thì đây là phiên bản mà mình được hãng gửi cho để trải nghiệm. Hôm nay mình sẽ bóc hộp và trải nghiệm em này. Ok, đây chính là chiếc Telo của chúng ta. Thì cái mặt sau hãng có đề một số thông tin là thời lượng pin có thể bay được khoảng 10 đến 13 phút, và camera là 5 megapixel có thể quay phim 720p HD, và chúng ta có 3 màu xanh, vàng và trắng. Hiện tại thì hãng có bán kèm cả remote nữa, nhưng mà remote các bạn phải mua ngoài. Còn nếu mà mua không thì chúng ta chỉ có chiếc máy bay đơn mà thôi. Ở dưới này thì hãng có tặng cho chúng ta 4 chiếc cánh nữa, cánh dự phòng. Đây, như anh em có thể thấy thì đây chính là chiếc Telo của chúng ta. Pin khá là nhỏ gọn. Pin này là pin dung lượng 1000 mAh, 1000 mAh, 86 nits. Đó. Chúng ta có luôn 4 cái bảo vệ cánh. Camera trước của nó đây, một cảm biến ở dưới là cảm biến bụng. Giờ mình sẽ bay thử cho anh em xem. Đây chính là app của chúng ta để sử dụng. Thì chúng ta cũng không dùng các cái app của DJI như là DJI Go hay DJI Go 4, mà phải có một app riêng là app Telo. Các bạn có thể tìm trên CF Play và App Store. Đây. Giờ mình sẽ khởi động máy bay. Ở bên cạnh phải của máy sẽ có một cái nút, chúng ta ấn vào đó. Đèn báo trạng thái xuất hiện. Thì chiếc Telo này chúng ta có thể là dùng Wi-Fi. Telo. Sao đây? Ok, đây là giao diện. Ok, chúng ta có hai cái núm điều khiển ở bên cạnh này. Đây chính là cất cánh. Và đây là một số các tính năng bay, ví dụ như là chúng ta có thể cho lật máy bay này, tính năng rất là hay này. Bay 360 này. Đó, đây là một số tính năng bay. Đây là phần chuyển qua cài đặt giữa chụp ảnh và quay phim. Đấy, mình có thể quay phim. Đây là chụp ảnh. Đây là phần báo trạng thái pin, sóng, Bluetooth. Bây giờ mình sẽ cất cánh. Cứ đi trước đi. What?